Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm tâm tích sấy hay còn gọi là bề bề đó các bạn. Cái này thì mình mua ở bên Anh Bình River. Cái bên trong thì sẽ được hút chân không như vậy nữa các bạn. Và khi các bạn mua về á thì mình chỉ để ngoài được 5 ngày thôi nha, mình chưa ăn liền thì mình bỏ vô tủ lạnh. Ok, bây giờ thì mình sẽ về nhà sấy cho nóng lên rồi ra đây thưởng thức cho nó mát nha. Sau khi mình làm nóng lên rồi á thì mình thấy hai lạng tâm tích cũng khá là nhiều luôn các bạn ơi. Đây. Thịt không luôn à. Mình sẽ chấm kèm với nước chấm hải sản nha. Cái sấy thịt của nó rất là đầy và dai luôn các bạn ơi. Ở bên dưới thì nó chỉ còn một cái lớp vỏ này thôi nha. Nghe nói là cái tôm tích này ăn chung với mì tôm cũng ngon lắm các bạn. Để mình ăn thử nha. Xin mời các bạn nha. Cá nhân mình nhận xét thì cái khô tôm tích này nó khá là ngon đó các bạn ơi. Cái kiểu người ta sấy nó không có khô quá. Và các bạn có thể thấy là cái phần thịt ở bên trong nó còn ủ ụ luôn á. Và cái phần thịt thì nó rất là dai, ăn đã miệng đó các bạn. Nó sẽ thơm cái mùi xả và tỏi, nhưng mà nó sẽ còn một tí cái mùi đặc trưng của tôm tích nha. Đó giờ á, ăn tôm tích á, thì mình ngại nhất là cái phần lọc vỏ. Hôm nay thì có người lọc sẵn cho ăn luôn nè các bạn, tiện ghê ha.